Humica siêu kích rễ nhập khẩu từ Mỹ, giá tại công ty 258.000 đồng trên hộp, giao hàng trên toàn quốc, hiệu quả sau tưới 3 ngày. Một hộp Humica có thể tưới cho 2 mẫu hoa màu trên năm. Điện thoại 0963 893 328. Đây cái này hào nước lắm. Đi hàng đào này anh. Này không biết tư bóng ở đây. Cũng chết khối rồi. Em tay em lấy từ 4 tay đào. Chút hết lá. Giờ cái này đừng tưới nữa. Đừng tưới lên đạm nữa. Tưới kích rễ để lấy phôi để sang năm dùng lại, không bắt hoa. Hả? Không bắt hoa, lấy cái này. Cái này chỉ lấy phôi thôi. Tưới cho nó hồi nó sống chứ là... Xin chào đi. Xin chào khán giả của ông kênh của ông Rong Vlog nhé. Ừ. Vâng. Em Tâm hôm nay em đào nhà em nó gần dùng lúa ấy. Nó bị thối rễ. Nước nó ẩm đào ấy. Nó trì nước rồi nó bị hỏng mất chỗ chục cây đào. Ừ. Nay em lấy thuốc của ông Rong này về để em tưới kích rễ. Hỗ trợ rễ cho nó khỏe. Vâng. Để hỗ trợ bây giờ em không dám cho lần đào nữa. Tưới kích rễ. Ừ, đây đấy. Đây, chào bác nhé. Hiện nay Tâm vợ gì nhỉ? Tâm Cảnh. Tâm Cảnh ở thôn Tây Hương Giáng, Dung Bắc. Thôn Hương Tây, Hương Giáng, Lục Nam là có mua cái rễ ông Rong này hỗ trợ cái này. Đây Tâm này. Cái này có dấu hiệu này. Cây đấy là cũng trước là cũng hơi bị. Nhưng mà vẫn đang có bệnh này. Yeah. Những cây nào nó mà xanh ngắt mà không mấy như cái này này. Đấy. Thì là chuẩn. Cây này nếu mà bắt hoa thì có khả năng chỉ bấm thì ngọn giờ cắt rồi tục bó. Không, tưới đi. Vâng. Nên giờ để mai này em tưới. Mai tưới luôn rồi. Tìm cây từ thò đầu kia là rồi em. Tưới này tưới lặng một tí. Vâng. Nhưng cây này khả năng tưới nó hồi. Cây này thì là nó có cái thìa để múc để tưới hay nào? Nó có thìa ship cơm, mới biết thìa ship cơm. Vâng. Mỗi một thùng 20 cân là tưới một thìa. Đâu, mỗi một thìa cốt là cho vào một thùng 20 lít, hai thìa cái ship cơm đấy. Nếu cái muôi mà muôi lên lúc ăn cơm ở nhà thì một muôi đầy. Vâng. Biết cái thìa ở nhà không? Vâng. Cái muôi ăn ở quán đấy thì là một muôi đầy gì? Ừ, bằng nước ấy. Vâng. Là một muôi đầy, còn cái thìa mà ship bơ cơm ấy thì là hai thìa. Thế nhưng mà cái đào này mình cho lặng tí là không sao. Đây là một thùng 20 lít mình cho thể cho 3 thìa lấy thì xúc bơ cơm ấy. Cái này chỉ được cứu cây thôi. Ừ. Đang nó cũng không dám cho ăn đấy rồi. Đây này, cây này là vàng, đang vàng lá các bác nhìn. Đi để xem khu vườn của giới thiệu với để thuốc. Đây nhà họa đây. Họa đang cắt à? Đây á. Ừ, ướt nhỉ. Cây mà giờ vàng lá, lá không chín. Cái gì? Để cho nó hỏng rễ rồi. Nấm phấn hồng. Căn mình chưa tưới cái rễ bao giờ phải. Không? Được tưới phân rồi. Có tưới nhưng nó tưới là không được hãng của... Của Nhật đi, à của Mỹ. Của Mỹ, xanh. Hôm là hạt đen. Đâu mà lại kích rễ là có hàng trăm loại. Vâng. Đâu là Humica. Humica. Thế đấy có mà. Đó. Cháu vừa rồi ngập nước hôm kia là lấy hết sẵn hết đủ hết. À, ông Tâm ở lấy bỏ thôi để sau sáng năm. Sáng năm mà ông lấy thì cháu làm lấy nhiều để anh và rõ hơn. Chứ không đủ tiến nữa. Đúng rồi, nhà ấy nó tưới tháng tưới hai lần cơ. Chứ không phải là ấy không tưới. Đây gọi đào Ngũ Phúc à? Ở đây là chỗ đào gốc thì dòng sát sát ở làng. Ừ. Đồng. Lấy trộm. Nó nhấc lên đó. Nhấc lên cái này là chết rồi. Nào. Đầu năm ấy. Đầu năm mới dòng. Mới dòng. À. Tầm này thì lấy gì? Tầm này thì làm gì? Ê. Nên cắp về xong rồi lo bán. Cắp về dòng ở đâu? Ừ. Khả năng dòng. Dòng rất là xa. Chỉ ăn cắp nó dòng ở ngay định đấy biết. Đầu đảo gốc là biết đâu.
đào giống nó dễ nhận ra. Còn cái những cái đào nó giống nhau thì đào gốc thì phát hiện ra. Hoặc là chảo thô nó chảo đi xa. Gốc này thường thường là bán một tấn bao nhiêu? Này 400-500 rồi. 400-500 cờ gốc này. Nói chung nó do cái giam cuối còn dài, chưa nói nhiều gì. Ừ. Ê, đây, bên 3 năm. Đây á? Bên cái ông chưa cắt giam nhiều. Ờ. Đấy, chưa đấy là... Cái này một xào được bao nhiêu gốc? Cái này một xào, nếu mà đào 2 năm thì 80 gốc. Ừ. Thì đào 3 năm đây, một xào không được 80 gốc, 70 gốc. Thế là cũng giống như đào huyền. Vâng. Đào huyền Bảo Sơn cũng 80 gốc. Bên này cho đây cũng tầm thế thôi. Đây là loại bé, còn loại to bên kia thì cũng rộng, cũng phải thưa như thế. Ừ. Hoa mà dày. Loại to kia thì rộng thưa rồi. To kia phải gần 2 mét. 2 mét. 2 mét một cây. 4 mét vuông một cây. Nhìn thấy nhà vườn mình tên là gì? Cháu tên gì? À, cháu tên là Họa. Họa. À. Họa Kiên. Họa Kiên. Thôn... Thôn Tây, xã Hương Giáng. À, lâu biết thì đã... Cháu là nếu mà cái dã này là đa số là làm nhiều là tưới lại này là ít, đa số dòng đầu năm là đủ nhiều, đầu năm thì là chắc là khá nhiều. Giờ thật sự cũng không có thời gian đi tưới rồi. Ừ. Giờ chỉ đi nói chung là mỗi cái mỗi, nó mỗi người một cách chăm thì mình đã làm sẵn. Mỗi người cách chăm thì mình phải theo cái việc của mình. Ừ. Đầu năm thì là bắt buộc dòng là phải sử dụng là không được. Những dòng này bên đâu dòng như giờ thì năm dòng này tưới tắm thích trước đã biết rằng là đấy. Tâm có mấy năm kinh nghiệm trồng đào? Năm nay nhưng mà năm thứ ba, thằng này mới trồng đâu thì... Thứ ba à? Trước mình làm ruộng hay công nhân? Trước mình làm thợ, nay thì nó làm điện. Năm ngoái được mấy che trăm? Ngoái được có trăm. Trăm triệu thôi? Vâng. Như bao gốc năm ngoái bao không? Ngoái ít, năm nay thì năm ngoái đào bắt đào một năm nhưng mà nó lại... bom hàng nó giam ít quá. Năm ngoái bán ở đâu? Năm ngoái vẫn ở đây. Năm cái giờ lúc nãy đấy. Năm ngoái bán cho món khách nào? Khách nó lôm cô. À, mình mang đồng ấy lên đường gì? Đây nó cứ đi thẳng đây nó vào đây nó nhòm nó xen Hải Dương có mà Quảng Ninh nào thì Hà Nội Bắc Ninh. Nhưng năm nay phát triển công rong thì không phải bán đấy. Vâng. Là... Không phải đào lên đường, mình đào sẵn nhưng là người ta không đến. Vâng. Giá chứ cả hợp lý mà nó vẫn để đến sen để nó báo mình ngày xong rồi hôm đấy là ấy để mình chuẩn bị. Ừ. Thì đào này là đào 2 năm này, mấy 3 năm này là phải đánh trước. Đánh tháng 9 rồi đánh rồi nhỉ. Phải bán từ tầm 20 từ 20 đã phải đánh đào. 20 tháng 9 á? 20 tháng 12 đấy, Tết đấy. Đầu năm nay bán thì bán sớm mà đặt từ lúc tháng 10 tháng 11 đi. Tầm đấy là nó về nó sen đào nó giam tiền. Nó giam tiền đi. Lúc đánh là phải tầm... Đánh thì tháng... tầm tháng rằm. Và từ độ 18-20 là nó đã đánh dần rồi đấy. Nó đánh dần. Đấy với hợp đồng mình đánh một lượt trước và lượt sau. Chúng có những khách hàng nó cần ra hoa từ 15. Cái bọn nó hay mua vé đăng ký cái đấy, nó bảo nó không biết đào vé này, giờ nó biết là đằng này nhiều đào, nó tin về vé đấy mua nó. Đúng rồi, đây là lạnh chứ đường này chưa có. Nó mới mấy năm nay mới dòng anh. Ừ. Bởi vì có mới có cái đường này thì bọn em mới dám dòng, không có đường này thì nó mói, sợ khách nó không vào. Ừ. Bây giờ cơ bản có đường thuận tiện nó vào. Nó mấy năm nó mua rồi nó quen mà. Ừ.
Năm nay có khách toàn quốc ấy. Ừ. View. Đến lúc nào mà tầm độ mặt lá là anh lên đi đâu qua đây thì là đây quảng cáo. Không. Đây nhìn đảo nó mới ấy, mới thật đảo. Nó không bây giờ đa số người ta học cái kỹ thuật, mà hai là người ta chia sẻ cái kỹ thuật để chăm đào chủ yếu, còn khách mua thì nó chở xe mấy lúc đấy nó mới hở cái tay này ra anh. Đúng rồi, cái tay này nó phải bốn tay, nó phải đều nhau này. Đều nhau, một cái tay ba cái tay to, một cái tay bé hay là hai tay bé tí nhìn là xấu. Ừ. Lúc đấy vặt nó trơ xương đây bốn tay đây phải không? Vâng, bốn tay mới một tay giữa này. Còn nhà họa đấy lúc đấy nó mới kỹ thuật nó mới chuẩn. Nhưng bây giờ thì nhìn là cứ tùm hết thì như nhau hết. Đây là cảnh nhà tâm này, nhà họa có cái này cũng dấu hiệu. Đây này. Trồng đào nó tinh mắt, nó thấy lá mà thấy khác. Lá vàng vàng. Đây như cái này của nó mới chuẩn này. Thấy lá thế này là cái này có dấu hiệu rồi. Mình phải để ý. Đào khó chăm. Nhiều nhất thì đây. Có xem clip là Thanh Nơi chưa? Có xem nhiều nhưng nhớ ở trên đấy thì tinh dòng đào huyền nhiều. Ừ, nhưng mà giống chăm sóc rồi là giống nhau. Nhưng mà đào phai nó dễ chăm luôn. Ừ, đây đào đỏ hả? Vâng, tinh đào đỏ đây chăm nó nhạy cảm lắm. Đây như chỗ em nãy đây mà nếu mà đào phai là nó không chết đâu. Đào đỏ nó chết. Ừ. Đào đỏ nó không chịu nước. Đào đỏ chăm cực khó. Không, như đào đỏ tầm này chăm mới dễ hơn đâu ấy, có phải không? Lúc nào chằm đến đào đỏ tầm này cho ăn nhiều là nắng lên héo cả lá nhỉ em. Ừ. Không phải dễ, không lúc nào nó dễ, kể cả đến lúc mình hãm rồi nó còn chết. Mà đào đỏ là vỏ nó mỏng, mình hãm là không chuẩn. Cuối năm có đấy, khoanh đấy. Tháng 7 tháng 8 có phun cái vùng nào? Phun cái hãm đấy nó hại đất xong rồi nó đào nó làm sao đập rồi. Năm vừa rồi mấy ông ở chỗ đoạn kia ở gần bìa nó thuê ruộng đấy. Phun xong rồi đến lúc nó phun để không được khoanh ấy. Xong rồi lúc năm nay dòng đào của nó không lên được. Ừ. Cái bột nó vàng vàng, xong bọn nó sợ nó không có khoanh. Ừ. Ừ. Không dám phun cái đấy nữa. Giữa khoanh tay, khoanh bằng tay. Em vẫn hay tìm khoanh bằng tay. Cùng chỗ hạng. Khoanh tay nó sao bảo nó cằn hơn đấy à? Dạ. Nó hại cây hơn đấy bảo đi. Cái kia phun cứ tưởng thế nhưng rồi hại, nếu mà không bán được mà dùng lại thì không còn không cả lên bằng cái loại khoanh tay này. Thế. Đây có vườn đào nhai bên kia chưa cắt tốt nhỉ. Đâu? Đấy, trước mặt nhà họa. À đây họa này nó thả đấy, vẫn nói. Nó thả này trong tháng năm nó đi bắt họa, nó đi đấy. Bốn tay đều như nhau hết. Ừ. Một tám một mười. Đây anh ngồi xuống dưới anh quay mà anh dưới khóc. Nhìn nó tay đều nhau. Đây. Đấy. Đều tay. Nhưng đào này nó bán năm nay hay sang năm? Sang năm nó bán. À sang năm. Cứ để này xong nó cho ăn nuôi. Cây nào cành nào tốt quá thì nó sợ gãy. Đào này đào năm nay là năm thứ hai phải không? Năm thứ hai nhưng nó vẫn thả không. Nó thả sẩn. À. Không ăn hoa. Sang năm bắt đầu mới bán. Sang năm nó mới bán một phát hoa. Ừ. Còn tính cái xấu lần này nó dòng đây rồi để nó bán. Tính cái này nó kiểu như là đủ chuyển ấy. Ừ. Đấy. Này nó đào tay hơn. Nó đã 5-3. Nhưng quả ấy cũng rồng cũng dày. À, nó thả phôi nó rồng dày. À. Nó thả này nó rồng dày. À, sang năm là dê à? Thì nó phải cho gần 2 mét. Nó dê ra gì? Vâng. Vẫn chung này nó dê ra rồi hả? Vâng. Nó phải đánh lại. Đấy, chỗ này nó bán rồi thì nó lại bán cây này. Đây, chỗ này nó kia ra. 2 mét. 2 mét cây dùng to lại như cây kia. Nhưng mà trên cây này này, to lại như này. Còn cây tết thì nó như cây sơm. Hôm nay nhìn cây này. Đâu? Đây. Ừ, cái này hôm nay bán được không? Hôm nay nó bán rồi, chơi hoa rồi.
À, cái này lấy lại về gì? Xong rồi lại lấy lại đi cho thuê đấy. Bán cũng có, nên nó còn hai đứa. Cái tay của nó gần bằng ấy mà, bằng cái đầu lên, nhưng mà mỗi cái răng của nó là dạ. Nó bằng cái đầu lên, trở thành nó bán cho người ta mua để bán, nên nó còn bán 1.800.000, nghĩa là nó bán ra mấy 2.500.000 mấy. Anh nhìn này, thêm trong. Ừ, thân nó đẹp nhé. Hoa này, nhạn này, canh của nó bên dưới là 40. Hú mù. Đấy, có hai luống này. Hai luống đào cũ. Đấy, đào to, đào cũ đấy. Bốn cái tay nó đẹp như là vẽ trong hình. Ừ. Không lệch nhau ấy, quấn. Cân. Đấy, đến lúc Tết mà bắt lá xong nhìn sướng lắm. Ừ. Có hai luống này. Ngoài nó có đỗ ô tô kia, nó rổ trên cái đầu gốc của nhà kia rồi, xong nó lấy một cây nhà thằng này, nó mang lên đấy rồi, nhưng xong nó cồng cành nó cửa nó lại vứt rồi đấy. Ừ. Sáng rồi đấy, em ra lên mấy ngày lên đéo biết mất đào, xong mãi để ý nhà kia nó mất đào thôi. Thằng này nó đi ra đây làm đéo biết, xong rồi nhà kia kêu mất đào xong ra. Đây là mới 66 là còn đã rổ trộm đấy không? Xong rồi... Làm ngoái gì? Vâng. Đầu năm ấy. Đầu năm. À, đầu năm. Thế rồi xong rồi em bảo ô thế đây có cây đào, thế nhà thằng Họa này nó bị mất một cây, xong nó lại cuối cùng nó lại nhưng mà đúng cây này hả? Không, ở đoạn kia không có cây nào, nhưng to cây đấy to đẹp. Đấy, cây đẹp nhất ở đoạn kia. Ừ. Nó lại bỏ lại rồi, thế nhà Họa may quá. Nó lấy xe là có bạt chùm là cái cây cao nó không để được vào được. Nó mới bỏ lại. Nó cao nó vứt lại. Đúng rồi. Ừ. Cái này nó cao, cái loại đào cục là gốc kia thì nó thấp. Thế là nhà cây này may đấy, lại bỏ lại cái này sao? Đấy, thế đấy. Đây, cái này này. Đây, nó cây này bị mất đây. Khênh lên trên kia rồi, như xong rồi nó lại ấy. Cây này năm nay bao nhiêu ạ? Năm nay này. Năm nay áng chừng giá. Vâng, áng chừng cho thuê tầm 2.500.000 bán thẳng. Bán thẳng thôi, 3 triệu. Đánh bầu. Đánh bầu lên xe. Năm ngoái nó lấy nửa ruộng là 1.800.000. Đúng rồi. Đây gần đường cũng tiện nhỉ. Đấy to gần cửa đường thì khênh được không? Ừ. Đấy này có 4 người cân nha. Cái gì? 4 người khênh, 2 người khênh này. 4 người? 5 người không khênh được. Cắt trụ hết khênh dòng hết, 3 người đi nhảy. Cắt trụ hết đi dòng gần còn phải 3 người gần gai. Gốc này được thế là vanh nó cũng hàn 35-40. Cảnh như thế nào này, cảnh như vậy. Đây, chỗ này nó vẫn đi. Còn xa. Rồi kết thúc là clip tâm trao nó dạng. Tâm mới họa cả. Họa trao đi. Đầu không mở man đầu để kết thúc. Ừ. Để lần sau, lần sau. Tâm trao nó dạng, nó dạng có ông Rong ấy. Chào khán giả ông Rong nhé. Ừ. Đến Tết thì về ai chỗ hoa đào. Về các bác buôn đào toàn quốc. Về xóm Tây Hương Giá Nhân Dũng Bắc Giang này mua đào, các loại đào. Số điện thoại là 0338136737. Chào các bạn trên toàn quốc nhé, ai mua đào cuối năm tầm tháng 11 về đây nhé. Cảm ơn Tâm Cảnh nhé. Hương Rong vừa quay vườn đào khu vực thôn là gì, thôn Tây Hương Giáng thì Dũng ạ. Bắc Giang. Nhiều lắm. Ủng hộ kênh của Rong nhé. Đào Ngũ Phúc cái này. Đào Ngũ Phúc, đào đỏ coi nhỉ. Đào lơm đây là không quá nhỉ. Quá phải. Ừ. Chủ yếu là đào Ngũ Phúc. Rồi, quá ủng hộ kênh Hương Rong bằng việc mua cái rễ.